Kính thưa quý vị, Lâm đang đứng ở ngã ba chỗ gành Tỏi là một đi đường Nguyễn Chí Thanh là ở bên tay phải, còn ở bên đi thẳng luôn sẽ lên Dòng Ghiền và Gò Quao. Phía trước là những cái tòa nhà mà trước đây là ở bến xe gành Tỏi, hiện giờ là các tòa nhà thương mại đó quý vị. Sau đây Lâm sẽ đi dọc từ đường Nguyễn Chí Thanh xuống ngay khu Tàm Yên đó quý vị. Thì Lâm có để ở phía dưới là cái bản đồ mà Lâm có hành trình ở phía dưới á, quý vị có thể coi xem ở phía dưới. Ở đây là khung cảnh mà chợ gà sỏi nè quý vị. Thì chợ gà sỏi Lâm đã có quay một cái hai tập về chợ gà sỏi, quý vị có thể coi ở trong phần danh sách phát đó. Ở đây là mé hay bên dọc đường của đường Nguyễn Chí Thanh nè quý vị. Còn đây là chợ gà sỏi mới nè quý vị. Hai bên này vẫn còn nhiều cái tiệm để tiếng Hoa. Ở đây thì trước đây tập trung rất là nhiều người Hoa ở đây. Dọc hai bên đường Nguyễn Chí Thanh một đoạn từ đầu đầu đường Mai Thiên Mạnh ngay cái phà mà qua kinh cục đó quý vị, thì nhà cửa buôn bán rất là tấp nập. Đây là quan cảnh hồ Thị Thanh Sơn của bạn nè quý vị. Đây là đường xuất phà kinh cục nè quý vị. Ở phía trong có bến tàu gạch sỏi xưa đó quý vị. Cái đoạn này trước đây là vẫn là đường Nguyễn Chí Thanh luôn hả? Nguyễn Chí Thanh là trước giờ luôn. Còn mình đi xuống đây là ở dưới có cái tên gì đặc biệt không? Là con dưới là có cái cầu quán, có trường trước đây. Trường sư phạm. Trường sư phạm nào đây con đụng đi đụng xuống dưới là đụng trường sư phạm mà cầu giá chợ cầu giáng ha. Chợ cầu giáng. Chạy một khoảng rồi chừng 250 mét tới trường sư phạm nằm phía trái. Là trường đó có lâu rồi hả bác? Trường đó cũng có lâu rồi mà. Từ khoảng năm bảy mấy tới giờ không hay là dạ cảm ơn bác, tại vì con quay đường xưa cảnh cũ các bác ở xa. Dạ. Ở đây thì có trường sư phạm và địa danh là cầu Giáng. Các bác lớn tuổi thì sẽ biết tới tới đây, còn những người trẻ thì có thể không biết cái vị trí này như thế nào.
mà đi sâu vào á thì có một chợ chợ thảm ở dọc hai bên đường đó. Thì tập trung khác là quay cái chợ chợ thảm đó để cho quý vị xem luôn nha. À đây tới rồi nè quý vị. Chợ vừa đi qua ngang có nhóm họp một ít đó là chợ Cầu Ván đó quý vị. Đây là Cầu Ván đó quý vị, hiện giờ nó được bê tông quá rồi. Từ đây mời quý vị cùng Lâm đi tiếp xuống ngay trường cao đẳng sư phạm, trường sư phạm trước đây. Trường cao đẳng sư phạm ở Cầu Ván nè quý vị. Ở đây có một cái thách thức ăn quà nữa quý vị. Đường này là mới hoàn thành lại đó, trước đây thì vẫn còn đường đất với đổ đá sau này đó quý vị, thì sau này là được bê tông hóa hết toàn bộ đó.
ở đây thì có các một số chỗ đóng tàu nữa quý vị. Ở đây thì chắc chưa có giải tỏa xong nữa. Cái khu đóng tàu nè quý ở hai bên đây là những cái đồng lúa rồi quý vị, hiện đã chỗ đồng đồng hết rồi, có cho hạt hết rồi chứ đã qua chỗ đồng đồng luôn rồi quý vị. Ở đây có một cây cầu đang được xây dựng nữa quý vị. Những chỗ để mà chiến dịch tàu biển nha quý vị. Chỗ mà gia công biến đó quý vị, đã xây các vùng lân cận. Chúng ta cũng sắp tới bước qua bên Hàn Yên rồi đó quý vị.
rồi. Như đang phát gạo nữa. Rồi, xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại ở các video tiếp theo ạ.